Đây, hôm nay Hoàng Hưng quay giả cả cà phê ngày mùng 6 tháng 4, 2019. Giả tiêu lúc này là 10 giờ. Đây, để coi bằng giả đây. Bằng giả hôm qua âm 28 độ. Tháng 7, tháng 5, 28, tháng 9, 29. Tháng 11, 28 độ. Nightpot Arabica âm luôn 2.1 sen, 2.05 sen. Cả tre, cả phổ dư âm thì ba có nha. Rồi chúng ta quay giả cả thị trường hàng ngày tại khu vực Crong Năng, Đắk Lắk. Hoàng Hưng phạt giá mua cà số tiêu số ngày hôm nay 6 tháng 4. Đây bằng ca đây. Quá trời ca, chắc ngày đi ngày mai xuất ca. Nhiều ca quá. Tao ơi, nó xả chờ mày 3 phân đâu đâu. 4. Trời ơi, anh nói 5 mà. Anh nói hết chờ 5 bao mà. Luôn bao, nói mày luôn bao. Chờ phân bị lồn dân một bao. Chắc nhiều nó chờ tiếp. Rồi đi quay giả thôi. Quay giả Khảo ơi. Đây xe máy cày của Tây Nguyên này. Không có Crong Năng nên là xe máy cày này là quả trời đất luôn. Nó xả phù lục. Vì vậy là cứ xe máy cày đi thôi. Đây nhà mình quả trời xe máy cày. Hai chiếc thì đâu kia nữa đấy, hai chị có chuyện không hơn em. Cũng là vùng dùng xe máy cày không, đường đẹp quá. Rồi nhà cà rõ ràng này, cà phê 316, tiêu 416. Giá tiêu này lúc 10 giờ nha. Rồi bà con theo dõi kỹ nha. Bây giờ nó chờ 5 bao mà, quên chờ 4 bao mấy ơi. Khổ ghê. Ca kiểu ốc. Ca này ca kiểu ốc không ạ? Ca năm nay thì ít mà sau này đều mà đi ốc. Này, chân ca quả bán được, quả khô. Rồi xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.